Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Tin sáng ngày 2 tháng 10. Thưa quý vị, sau cuộc họp ngày 25 tháng 9 thì dự kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ công bố kế hoạch bầu cử đột xuất vào tháng 10 tới, nghĩa là sớm hơn dự tính trước đó. Nhiều chuyên gia cho rằng việc Thủ tướng Shinzo Abe bất ngờ công bố kế hoạch bầu cử vào tháng sau là do lợi dụng việc tỷ lệ ủng hộ của ông đang được cải thiện, bất chấp những chỉ trích cho rằng ông Abe đang tạo ra một khoảng trống chính trị giữa lúc căng thẳng Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn. Dự kiến ông Abe sẽ công bố kế hoạch bầu cử ngay sau cuộc họp với lãnh đạo của các đảng. Nội dung luôn được ông Abe đặt lên làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình là tập trung chi nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em, đồng thời luôn giữ quan điểm cứng rắn với Triều Tiên và tiến hành sửa đổi hiến pháp. Tỷ lệ ủng hộ ông Abe đã tăng lên gần 50% từ 30% trong tháng 7. Hiện tại ông đang đặt cược sự thành công vào phía đảng nắm quyền của ông để có thể giữ được đa số phiếu bầu tại Hạ viện, thậm chí nếu họ mất 2/3 số phiếu bầu từ Thượng viện. Đây là điều mà ông Abe cần phải có để thực hiện mục tiêu sửa đổi hiến pháp được viết từ sau thời kỳ chiến tranh nhằm xác định vai trò và quyền lực của quân đội trong nhà nước. Phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, đại diện của Ả Rập Saudi khẳng định vua nước này đã ký sắc lệnh cho phép phụ nữ lái xe. Đây được coi là quyết định mang tính lịch sử tại quốc gia nặng nề về phân biệt giới tính này. Ông Abdallah Amu Alaymi, đại diện của Ả Rập Saudi tại Liên Hiệp Quốc cho biết, vào hôm 26 tháng 9, vua Salman của Ả Rập Saudi đã ký sắc lệnh cho phép phụ nữ lái xe. Trước đó, Ả Rập Saudi vốn có truyền thống tai tiếng là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm không cho phụ nữ ngồi sau vô lăng. Đại diện Ả Rập Saudi khẳng định, tuyên bố mới nhất của vua nước này là một tuyên bố mang tính lịch sử. Trong suốt 25 năm qua, nhiều nhà vận động nữ quyền đã liên tiếp vận động mở chiến dịch kêu gọi chính phủ công nhận vai trò của nữ giới và cho phép nữ giới có quyền bình đẳng lái xe như nam giới. Chính phủ nước này hiện nay cũng có nhiều cởi mở trong việc công nhận vai trò của nữ giới trong đội ngũ lao động trong nền kinh tế, một phần cũng để nâng cao vị thế của quốc gia này trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, các tổ chức viện trợ nhân đạo trên thế giới đang lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. 250.000 trẻ em tị nạn người Rohingya đang sống trong tình trạng thiếu thốn cùng cực và đối mặt với nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tại Bangladesh cho biết, gần 60% số người tị nạn Rohingya từ Myanmar đến Bangladesh là trẻ em. Đáng chú ý, nhiều em đang gặp vấn đề tổn thương tâm lý nghiêm trọng do phải sơ tán vì xung đột ở quê nhà. Phần lớn thậm chí còn bị ly tán khỏi cha mẹ và người thân. Các tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế như Action Against Hunger đang làm việc với trại tị nạn Cox's Bazar để giúp đỡ người tị nạn từ Myanmar. Ưu tiên hiện tại là vận động nước sạch, chỗ ngủ, đồ dùng vệ sinh cho người tị nạn. Tuy nhiên, nguồn lực ít ỏi đang khiến cho người tị nạn sống trong tình trạng thiếu thốn cùng cực. Nhiều tổ chức cảnh báo trẻ em tị nạn có thể bị suy dinh dưỡng. Cho đến nay, đã có gần 400.000 người Rohingya rời khỏi Myanmar vì xung đột giữa phiến quân khủng bố theo đạo Hồi và lực lượng quân đội chính phủ nước này. Chính phủ Malaysia ngày hôm 28 tháng 9 vừa cho biết tất cả công dân nước này đều bị cấm xuất cảnh sang Triều Tiên. Lệnh cấm được ban hành giữa lúc căng thẳng Triều Tiên đang gia tăng. Malaysia là một trong số ít các quốc gia còn giữ mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Tuy nhiên, sau scandal liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam hồi đầu năm đã khiến mối quan hệ này rạn nứt. Trong thời gian điều tra cái chết của ông Kim, Malaysia đã ban hành lệnh cấm xuất nhập cảnh giữa Malaysia và Triều Tiên. Nay, lệnh cấm một lần nữa được thực thi do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng. Ngoại trưởng Malaysia cho biết, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Đội bóng đá Malaysia cũng đã phải hoãn trận giao hữu, dự kiến tổ chức ngày 5 tháng 10 để xin giấy phép, dù chưa rõ có được cấp phép hay không. Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử cuối tuần qua cho thấy bà Angela Merkel đã đắc cử vị trí thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Bầu cử ở Đức diễn ra vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9 với 75% dân số đi bầu, cao hơn tỷ lệ năm ngoái là 71,5%. Đã có 61 triệu người Đức đi bỏ phiếu tại 73.500 điểm bầu cử. Kết quả công bố trong tối cùng ngày cho thấy đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU giành được 32,5% tổng số phiếu bầu, trở thành đảng mạnh nhất trong quốc hội. Vị trí thứ hai là đảng Dân Chủ Xã hội SDD, giành được chỉ 20% tổng số phiếu bầu, tỷ lệ thấp nhất kể từ hậu Thế chiến thứ hai đến nay. Dù đảng của bà Merkel tiếp tục giành chiến thắng nhưng do không chiếm quá bán số ghế trong quốc hội, đảng này phải liên minh. Trong tình thế các đảng đối lập đều không chắc chắn về chuyện có muốn liên minh với CDU hay không, nhiều chuyên gia cho rằng phải mất nhiều tháng thì mới ổn định được tình hình chính trị của Đức. Sau 7 năm vận động thì đến hôm nay, phe Cộng hòa Mỹ lại một lần nữa thất bại trong việc chấm dứt đạo luật chăm sóc y tế Obamacare. Đây là một thất bại cay đắng làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc khả năng vận động chính sách của phe Cộng hòa đối với những chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Sau phiên điều trần trước Thượng viện, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa thừa nhận đảng này không đủ sức giành được đủ số phiếu ủng hộ ngay trong nội bộ đảng để phủ quyết đạo luật Obamacare ban hành năm 2010 của cựu tổng thống Barack Obama. Các nhà tài trợ của đạo luật mới mang tên đạo luật Raham Cassidy cho biết sẽ cố gắng lần nữa. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào sắp tới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi thời hạn bỏ phiếu cho đạo luật mới trong nội bộ đảng đã kết thúc vào cuối tuần qua. Nghị sĩ Ron Johnson của đảng Cộng hòa khẳng định họ không thua vì nội dung đạo luật mà chỉ vì hết thời gian vận động. Trong năm nay, phe Cộng hòa đã nhiều lần thất bại trong việc loại bỏ Obamacare. Điều này có thể khiến cho phe Cộng hòa gặp nhiều trở ngại trong cả Thượng viện và Hạ viện trong kỳ bầu cử lưỡng viện vào năm 2018. Cho đến nay, phe Cộng hòa luôn coi Obamacare là một gánh nặng kinh tế khi mở rộng chương trình bảo hiểm y tế cho hơn 20 triệu người dân Mỹ. Để được tiếp tục hoạt động ở London, Anh, thì CEO Uber đã công khai một bức thư xin lỗi giới chức và người dân London về những sai phạm trong thời gian qua. Không giống như cung cách cư xử cứng rắn của Uber từ trước đến nay, sau khi bị London tước giấy phép hoạt động, CEO của hãng này đã công khai thư xin lỗi giới chức và người dân London. CEO Dara Khosrowshahi, người vừa mới nhận chức ở Uber chưa đầy một tháng, đã gọi những scandal thời gian qua của Uber là sai sót. Trên Twitter, ông cũng khẳng định Uber đã làm sai nhiều điều và cam kết sẽ vận hành doanh nghiệp này theo nguyên tắc khiêm tốn, toàn vẹn và đam mê. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về bức thư xin lỗi. Trước đó, khi tuyên bố chấm dứt gia hạn giấy phép hoạt động của Uber, chính quyền thành phố đã chỉ ra những nguyên nhân sai phạm của Uber. Đây đồng thời là những manh mối có thể giúp Uber nối lại quan hệ với giới chức London. Đó là việc để xảy ra những sự cố tội phạm nghiêm trọng như quấy rối tình dục hành khách và không có biện pháp xử lý triệt để. Cảnh sát London cũng từng lên tiếng chỉ trích Uber đã không báo cáo về cho cảnh sát vụ quấy rối và cũng không cho nghỉ việc tài xế. Trong khi đó, thị trưởng London Sadiq Khan không đồng tình với phản hồi của Uber. Ông cho rằng Uber đang chơi trò nước đôi, một mặt khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan giám sát giao thông London, một mặt thì chống đối cảnh sát. Apple vừa cho biết là tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID của iPhone X có thể không đảm bảo an toàn nếu người dùng dưới 13 tuổi hoặc sinh đôi. Face ID là tính năng mới, đồng thời là một dấu chấm hỏi ở dòng điện thoại sắp ra mắt iPhone X của Apple. Apple khẳng định tỷ lệ nhận diện sai Face ID là 1 trên 1 triệu. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với 1 trên 50.000 của sensor dấu vân tay ở các dòng điện thoại trước. Tuy nhiên, đối với người dưới 13 tuổi hoặc có anh chị em sinh đôi, việc nhận diện hình ảnh khuôn mặt có thể sai lệch. Về mặt kỹ thuật, Face ID sử dụng camera mặt trước để phân tích 30.000 điểm trên khuôn mặt để tái tạo hình ảnh 3D ghi nhớ trên điện thoại. Mạng lưới trí tuệ nhân tạo của Apple sẽ xác định đây có phải là chủ nhân điện thoại hay không, từ đó ra quyết định mở khóa. Apple khẳng định tính năng này hoạt động thậm chí với người dùng đội nón hay kính mát. Face ID cũng sẽ tự động cập nhật hình ảnh theo độ tuổi của người dùng. Chuyển sang tình hình giao dịch của các sàn chứng khoán thế giới, ở khu vực châu Á, các sàn đã giao dịch khá giằng co trong tuần qua. Thị trường thiếu thông tin hỗ trợ cho đà tăng của các chỉ số. Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên ngày đầu tuần. Các chỉ số của sàn Trung Quốc đồng loạt mất điểm trước xu thế giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản. Theo đó, giá nhà bình quân tại thị trường này chỉ tăng nhẹ trong tháng 8, thấp hơn so với mức tăng hồi tháng 7. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên các sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày thứ ba trước căng thẳng địa chính trị trở lại giữa chính phủ Mỹ và Triều Tiên. Với bối cảnh này, giá vàng đã tiếp tục tăng tốc khi được nhiều nhà đầu tư lựa chọn là nơi trú ẩn an toàn. Các chỉ số duy trì đà tăng điểm trong phiên ngày thứ tư. Thị trường thiếu thông tin tích cực để hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch của nhà đầu tư. Về những phiên cuối tuần, thị trường chứng khoán châu Á liên tục giằng co, trong khi nhóm ngành tài chính sản xuất tăng khá tốt, thì các cổ phiếu công nghệ lại góp phần kéo giảm thị trường. Thông tin đáng chú ý là các hãng ô tô là Toyota và Mazda đã cùng hợp tác với công ty sản xuất phụ tùng ô tô Denso để thành lập một liên doanh sản xuất ô tô điện trong thời gian tới. Thông tin này đã giúp các cổ phiếu này tăng khá tích cực. Chứng khoán khu vực châu Âu cũng đã diễn biến khá rung lắc về cuối tuần. Những thông tin liên quan đến nền kinh tế trong khu vực đã có tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu tăng điểm ngay trong phiên đầu tuần sau kết quả bầu cử tại Đức, với chiến thắng tiếp tục thuộc về Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cùng nhiệm kỳ thứ tư. Bước sang phiên ngày thứ ba, các chỉ số tiếp tục duy trì sắc xanh. Thị trường đón nhận thông tin về việc Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron vừa công bố kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa các quốc gia trong Liên minh châu Âu-EU nhằm tăng cường sức mạnh của khu vực này đối với nền kinh tế toàn cầu. Càng về cuối tuần, chứng khoán châu Âu có xu hướng rung lắc trước thông tin mới từ Ngân hàng Trung ương ECB. Theo đó, cơ quan này sẽ chưa vội có những thay đổi trong chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng cho nền kinh tế.
Thị trường cũng bắt đầu đón nhận kết quả ước lợi nhuận của một số doanh nghiệp lớn như công ty thời trang H&M với lợi nhuận trước thuế quý 3 giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo một thông tin gần đây, Ngân hàng Trung ương Anh BOE cho biết có khả năng cơ quan này có thể đối phó với những tác động từ quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu EU vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, sắc xanh lại tiếp tục duy trì trên các chỉ số chứng khoán Mỹ trong tuần. Việc kỳ vọng về kế hoạch cải cách thuế của chính phủ Mỹ đã giúp cho thị trường giữ được đà tăng. Chứng khoán phục hồi mất điểm trong phiên ngày đầu tuần trước sự sụt giảm từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Theo đó, cổ phiếu Apple trượt dốc mạnh sau khi công bố sản phẩm iPhone 8, trong khi Facebook cũng mất gần 5% do thông tin phát hành thêm cổ phiếu trong thời gian tới. Ngoài ra, nhà đầu tư còn tỏ ra lo ngại về tình trạng căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên đang có dấu hiệu leo thang trở lại. Thị trường diễn biến trái chiều trong phiên ngày thứ ba. Trong lần phát biểu gần đây nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, bà Janet Yellen cho biết thị trường lao động và lạm phát đang tăng trưởng khá tốt. Điều này cho thấy Fed sẽ sớm nâng lãi suất trong thời gian tới. Ngoài ra, thị trường còn đón nhận thông tin về chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 9 đã sụt giảm so với tháng trước. Về cuối tuần, các chỉ số tuy giằng co nhưng vẫn duy trì được đà tăng tốc. Nhà đầu tư đang rất kỳ vọng vào kế hoạch cải cách thuế của chính quyền Tổng thống ông Donald Trump. Theo đó, thuế doanh nghiệp sẽ có thể giảm xuống mức 20% so với mức 35% như hiện tại. Đồng thời, thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ được điều chỉnh từ 39,6% xuống còn 35%. Mời quý vị theo dõi tiếp theo các thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên chuyển những bác sĩ gợi ý giới thiệu bệnh nhân ra phòng khám tư. Giá vé máy bay nội địa giảm 41%, mức giảm kỷ lục trong vòng 4 năm.